Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Kido Asa. Tôi là Hiền, chuyên viên tư vấn bán hàng tại showroom 107 Trần Duy Hưng. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu vòi chậu của Toto, đó là mã TLG03303V. Như các bạn đã thấy đây, về bao bì của sản phẩm thì mặt trước của sản phẩm nó có logo và tên của sản phẩm là vòi chậu. Mặt sau của sản phẩm cũng có những thông tin tương tự như mặt trước. Về bên cạnh của sản phẩm thì có một cái tem có mã hiệu của sản phẩm là TLG03303V, tên sản phẩm và có phần mã code của sản phẩm, các bạn có thể check. Tiếp theo đi vào chi tiết sản phẩm. Về bên trong của sản phẩm thì có những cái thông tin, có những cái giấy tờ cơ bản như sau. Đầu tiên là phiếu bảo hành của sản phẩm. Phiếu bảo hành của sản phẩm gồm có mã sản phẩm, mã số phiếu và quan trọng nhất là cái phần dấu đỏ của công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam. Về mặt sau của sản phẩm gồm có các cái điều kiện bảo hành về sản phẩm thì các bạn có thể tham khảo thêm về các cái phần này để đảm bảo quyền lợi của mình. Tiếp theo là phần nó có một cái tờ giấy tiêu chuẩn, thông tin tiêu chuẩn cơ bản của kỹ thuật của sản phẩm như đây. Tiếp theo là gồm có hai quyển hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng của sản phẩm. Sản phẩm này của Toto được đi kèm với một cái đầu nhấn siphon như đây. Đầu nhấn của siphon của Toto được thiết kế là đầu nhấn siphon giật. Đây. Có in dập nổi logo của Toto như hình ảnh đây. Tiếp theo là hai cái cần giật đi kèm theo sản phẩm như các bạn đã thấy trên hình đây. Góc bên này còn có một cái phụ kiện rất là nhỏ, phụ kiện này dùng để tháo và vệ sinh đầu sản phẩm, một cái phụ kiện rất nhỏ nhưng mà vô cùng quan trọng đây ạ, dành cho những khu vực nhà có nước nó thường xuyên bị ô nhiễm bẩn mà mình cần phải vệ sinh thường xuyên. Sản phẩm như từ đầu tôi đã giới thiệu đây, nó là chiếc vòi Toto TLG 0 có mã hiệu là 033 03V. Sản phẩm vòi của Toto được thiết kế cũng có dập nổi hình logo của công ty ở trên. Vòi cần giật có thiết kế hai bên nóng lạnh cụ thể như này thì tránh cái trường hợp mình có thể gạt nhầm này. Trên mã sản phẩm thì có in, có tem dán của mã ở trên. Phần dưới của sản phẩm thì gồm có đầu gioăng nhựa này và các cái gioăng đi kèm theo sản phẩm, cùng với hai dây cấp nước của sản phẩm. Về phần đầu của sản phẩm thì các sản phẩm của Toto đều có cái đầu lưới tạo bọt như này, giúp cho sản phẩm có khi phun tia nước ra thì nó sẽ không bị bắn. Về tiếp theo là về thiết kế của sản phẩm thì cái thân sản phẩm được bo tròn, cái đầu sản phẩm thì bo góc vuông, tạo cho sản phẩm một cái cảm giác tương đối là mềm mại. Phần tay cầm được vuốt lên một cái góc khoảng độ 20 độ, giúp tạo cho cái cảm giác khi mình nhấn mở nước rất là dễ. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn xong về cái vòi chậu của Toto có mã hiệu là TLG03303V. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm và của Kido Asa, xin mời các bạn đến showroom 107 Trần Duy Hưng để được tham quan, tư vấn và trải nghiệm sản phẩm thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại.